Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26 của mình. Đây bạn, mùa này ở trên mình có rất là nhiều con chim săn đấy bạn. Đây, bay lượn rất là nhiều luôn. Mùa này nó xuống vắt con ve sầu ấy, rất nhiều. Đây ở trên đồi cao kia vẫn có, đây ở cây bên này các bạn, đây rất nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ đi lặt bẫy con chim săn. Đây mình đã chuẩn bị hai cái bẫy thòng mồi, mình sẽ cho con chim cút vào trong đấy, xem kết quả sẽ như thế nào. Nó thường bay lượn thì rất là nhiều luôn. Đây có một con ở đây, mình để mình zoom cho các bạn xem thử. Đấy, hơi mờ ấy, lại xa quá, rất nhiều luôn. Đây ở trên này, đây bay đầy trời. Làn chim này nói ít thì không phải đấy, ít mà một làn của nó chắc phải rơi vào tầm 5-60 con gì đấy, rất nhiều. Cả qua đồi ở đồi bên kia nữa các bạn này, bay rất nhiều. Con này thì ở đây đây đang đậu trên cành. Bây giờ mình sẽ đi răng bẫy, lặt bẫy xong là mình sẽ về để lúc trưa mình mới lên thăm. Đấy bạn, mình lặt gãy bẫy ở trên cây này một cái, rồi xong là mình sẽ lặt ở tầm thấp này một cái nữa. Đây ở con chim thì bên kia vẫn còn rất nhiều luôn. Vì nó bây giờ thì nó chưa bay nhiều, vì nó xuống mới xuống thì nó đậu nhiều lắm bạn. Nó sẽ đậu để chờ lúc trưa trưa ấy, thì lúc nắng lên thì con ve bay nhiều ấy, nó mới gọi là kiếm ăn nhiều nhất. Đây một cái mình sẽ đặt ở dưới đấy, đặt như thế này đơn giản. Mồi thì mình sẽ dùng con chim cút mồi nhự xem nó có ăn không. Đây bạn, đã lặt bẫy xong, mình sợ con chim của mình chết thì mình vẫn cho nước và cho bột ngô cho nó ăn bạn. Đây hai cái gần cạnh nhau, thì nó nếu mà nó đi thả cả con ve vào bạn, chất chất đấy nhỉ. Đây, mình bắt được cả con bé sầu bé đen này, mình sẽ thả trong con chim này mình thả thì nó bay rồi đấy. Đấy, chắc con chim thấy nó lại bay vào thì không được à, mỗi con chim không được, nó được con bé cũng được.
này bạn, trời cũng gần trưa trưa nhưng mà trời chuẩn bị sắp mưa nên là mình sẽ đi thăm ấy của mình xong là mình sẽ đưa về luôn. Bây giờ mình đi. Ôi, ở trên kia là không được bạn. Đây, trên cây cao, trên cây này không được. Đây. Đi ra. Thôi em xem này. Ôi, bị nghiêng nhưng mà chắc. Bạn đầu ngọn cây này. Bấy đầu tiên bị xịt. Đây. Đây mình ở trên ngọn cây này, mình phải trèo nó xuống, mình sẽ đi thăm cái bên này đã. Đây cây này. Ô các bạn ơi, đây. Ô. Ô chết mất rồi, chán quá này. À con cắt nhỏ các bạn. À bị thòng dính cổ chắc. Con này chỉ ăn chắc nó thích ăn con ve đây. Mình cho một con ve vào. Đây, ôi tiếc quá. Bạn. Chán luôn. Em cắt nhỏ nhưng mà đây. Chết mất. Đây bạn. Cái này chắc cũng vừa dính thôi. Ôi. Mình sẽ gỡ nó ra chứ. Xem thế nào nhỉ. Mình nghiêng cả cái này đi chứ. Mình cẩy luôn. Lấy cái cả cái đồ mình đi luôn. Chán các bạn. Con này nếu mà nuôi thì chắc là cũng sẽ chuẩn đấy. Nhưng mà tiếc một cái đó là nó chết. Mình định bấy con chim này về để nuôi để nó săn sâu bọ ở nhà cho là mình thuần thử xem. Nhưng mà phí quá các bạn. Đây. Em cắt. Chán. Đây. Rồi. Phí thế. Bây giờ thì làn nó cũng không biết đi đâu hết rồi bạn. Vì trời sắp mưa ấy nên là nó chắc là nó đi về hết rồi, đi về rừng rồi. Con này tầm con to nhất của nó chắc cũng tầm 500 gram này. Cái này con to nhất hay sao ấy? Để trần nó già. Chán thật các bạn. Đấy để... Cái nào không dính lại dính. Em cắt nữa. Lại bị chết. Thường thường thì mình đi bấy kiểu này toàn là dính chân nó. Nhưng mà hôm nay chả biết làm sao lại dính vào cổ nó chứ. Chắc là nó thấy con ve mình thả vào trong này này. Nó đây. Con ve thì chưa bị sao này. Con bay tốt. Nên là nó ăn. Và cái trên này mình không cho con ve nên là nó không ăn kiểu như chim săn to thì con chim cút là mồi chuẩn nhất rồi nhưng mà con chim này để con cắt nhỏ này thích ăn con ve cực kỳ luôn. Đây các bạn, trời đang tối len như mực. Đang âm u lắm. Giờ mình cũng sẽ thu dọn số này về xong là
Chim thì chắc là vị nướng rồi. Giờ mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.